Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Bây giờ cũng chiều khá là muộn rồi các bác, em lên với các bác một em họa mi tam hoàng các bác nhá. Em này thì đấu có xòe các bác nhá, đồ bộ rất là đẹp luôn, bóng bộ thì không phải nghĩ đâu các bác. Bởi vì chim này là chim, nói thật sự với anh em là em lên bản tuyển về nên anh em yên tâm nhá. Đấy, kể cả về điện đó con chim này cũng rất là ổn định các bác nhá. Đấy, anh em nhìn đầu mặt nó này, chim rất là đẹp các bác nhá, tam hoàng đấy các bạn. Đó, lông vàng, mỏ vàng, chân vàng các bác nhá. Đấy, anh em nhìn đầu mặt nó này, mắt xanh các bác nhá, chim rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhá. Có thể là bây giờ là buổi chiều nó chưa hót căng hẳn đấy các bác, nhìn là chân này, chân vàng ươm này các bác này. Đẹp hết nước chấm luôn các bác nhá. Anh em cứ xem clip nhá, máy của em đang sợ hết pin. Đấy, có con chim này thì quá là ok rồi anh em ạ. Đẹp như tranh vẽ các bạn. Này mà quay tí nắng nữa thì nó thật quá là đẹp cực kỳ luôn. Thank you.
Mời các bác ngắm mắt của nó nha các bác nhé.